dừng lại nhường đường. Thanh niên đi trước chặn đầu xe công vụ gây phẫn nộ và cái kết mát lòng mát dạ. Theo như đoạn video được camera hành trình ghi lại, lúc này xe công vụ đang đi thi hành nhiệm vụ nhưng lại bị một thanh niên đi xe máy chặn đường ở phía trước. Mặc dù các anh công an đã bật còi xin nhường đường và lên tiếng cảnh báo, thế nhưng chàng trai vẫn một mực lâm ly, lái xe nhởn nhơ ở phía trước, nhất quyết không chịu nhường đường. Và cái kết cho hành động bốc đồng ngông cuồng của mình là thanh niên đã bị các anh bế lên đồn uống trà, lập biên bản, tường trình cho hành vi cản trở công vụ. Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã làm cộng đồng mạng khi xem vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, với kết quả như vậy thì mọi người cũng được phần hả dạ và coi như đây là lời cảnh báo cho các báo thủ đường phố khi tham gia giao thông. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha!